Vâng, xin chào tất cả các bác. Em đang đứng ở đầu phố Nguyễn Thanh Bình các bác nhé. Đây là có thể nói là đoạn cuối của đường Tố Hữu kéo dài đấy các bạn. Bây giờ cái đoạn từ chỗ ngã tư Vạn Phúc này cho đến đường Lê Trọng Tấn, người ta đổi thành là phố đường phố Nguyễn Thanh Bình các bác nhé. Ở đây ngay đầu phố Nguyễn Thanh Bình này có cái dự án Kim Lam Vạn Phúc này các bạn. Cái dự án này nhà được thiết kế trông khá là đẹp theo phong cách tân cổ điển mái ma sát này. Hiện tại thì các dự án này, các căn liền kề ở bên trong đang được chào giá trên thị trường trên mạng là tầm khoảng độ 160 cho đến 200 một mét các bác nhé, cả nhà cả đất đấy. Đây đặc biệt là chia buồn với bác nào mà đặt mua cái tòa chung cư này đấy, bao nhiêu năm nay rồi mà chưa được nhận nhà đấy. Để mua nhà hình thành nhà trong tương lai cũng có cái rủi ro của nó các bác ạ. Khi mà các bác không có khả năng thẩm định cái năng lực của chủ đầu tư. Đấy, các bác thấy này, tòa nhà này gần chục năm nay rồi chưa hoàn thiện. Thế vậy nếu mà các bác mua nhà có sổ rồi thì nó đắt hơn tí rồi mình chắc ăn các bác ạ. Đấy, bây giờ mời các bác cùng đi dạo trên cái đoạn con đường phố Nguyễn Thanh Bình này nhé các bác nhé. Ngay đầu phố Nguyễn Thanh Bình này là có cái nhà chờ buýt nhanh BRT này. Đấy, các căn hộ ở mặt đường trong dự án Vinhim Nam Vạn Phúc này thì đã được bán hết rồi. Hiện nay có rất nhiều chủ nhà đang giao bán lại, đang cho bán lại và cho thuê các bạn này. Đây, phía bên phải chúng ta rẽ vào ngõ 84 này của phố Nguyễn Thanh Bình này. Đó chính là tiểu khu đô thị Vạn Phúc các bác nhé. Ở trong này chủ yếu là hai loại hình nhà biệt thự và liền kề thôi. Còn ngay phía bên tay phải chúng ta đây là trường quốc tế Nhật Bản này các bác. Dọc trên tuyến phố Nguyễn Thanh Bình này thì có 3 khu đô thị các bạn. Đó là khu đô thị Văn Khê này và khu đô thị Dương Nội A, hay là còn gọi là Dương Nội 1 đấy các bạn. Và Dương khu đô thị An Hưng nữa. Đấy, cả 3 khu đô thị này đều nằm trên mặt đường hai bên của mặt đường Nguyễn Thanh Bình này. Đây là phía bên phải chúng ta, đây là đường Ngô Thị Nhậm kéo dài các bác nhé. Đây phía bên trái này cũng là đường Ngô Thị Nhậm này, nó bắt nguồn từ đường Quang Trung đấy. Nhưng mà cái đoạn qua khu đô thị Văn Khê này thì vẫn chưa làm được. Đây còn phía bên trái chúng ta đây lúc này là đến khu đô thị Văn Khê rồi. Đây phía bên phải này là cái là của khu đô thị Dương Nội. Còn chỗ cổng chào với cả đất trống đây là cái bệnh viện quốc tế Nam Cường
nhưng mà vẫn chưa triển khai được gì cả. Mới chỉ làm được cái tường rào bao quanh thôi. Hai bên của tuyến đường phố Nguyễn Thanh Bình này, cái đoạn của khu đô thị Dương Nội này, rẽ phải là vào cổng chính khu đô thị Dương Nội và rẽ trái là vào cổng chính của khu đô thị Văn Khê các bác nhé. Hai bên này thì rất nhiều tòa chung cư các bác. Đô thị Dương Nội, khu đô thị An Hưng và khu đô thị Văn Khê này thì hiện có rất nhiều chủ nhà đang gửi em bán biệt thự liền kề đấy. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ em theo số điện thoại 0985004435, em tên Minh, ủng hộ các bác 24/7. Giá biệt thự liền kề ở trong hai khu đô thị này thì hiện tại thì nó dao động trong khoảng từ 150 cho đến 200 triệu một mét các bác nhá. Nhà về ở luôn đấy. Nội thất được đầy đủ, nội thất sang xịn mịn. Đây còn phía bên tay phải của chúng ta đây là các dãy liền kề suốt hau của gọi là Terra của khu đô thị An Hưng. Terra An Hưng các bác. Đến con cầu kênh La Khê này là hết cả bên trái thì là hết địa phận của khu đô thị La Khê và Văn Khê, còn bên phải thì hết địa phận của khu đô thị An Hưng các bác nhé. Đây phía bên tay phải của chúng ta lúc này là đến khu đất dịch vụ liền kề của La Khê. Khu đất dịch vụ này có tên là cộng đồng La Khê các bạn. Đây cộng đồng La Khê nó chính là chỗ này. Trong khu cộng đồng La Khê này thì hiện đang có một căn nhà liền kề hướng đông nam với diện tích là 50m2. Cái nhà xây 4 tầng đã có nội thất hoàn thiện rồi. Giá chào đang là 7,2 nha, các bác nào quan tâm thì liên hệ em. Còn phía bên tay trái chúng ta đây là khu đất dịch vụ liền kề tiếng sen các bạn. Đấy, cũng của La Khê. Đấy, như vậy có thể nói là đến đây là hết phố Nguyễn Thanh Bình rồi. Cái chỗ này là giao với đường Lê Trọng Tấn. Đấy, trái phải là đường Lê Trọng Tấn. Đường vành đai 3,5 đấy. Nhưng mà cái đoạn từ đây rẽ phải đây các bác ạ. Thì bây giờ người ta đặt tên phố mới là phố Dương Nội các bác nhé. Còn đi thẳng đây là phố Nguyễn Trác.
Các bác nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Đa tạ các bác.